nơi neo về. Nam mô Di Bố Phụ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Phụ, gặp mặt nhau đây chốn này họ hẹn thủy chung sắc son. Nam mô Di Bố Phàn, ngộ kỳ thời bên nước dưới cây đa. Em ơi anh vẫn chờ hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đôi chim sổ lòng ruộng xa anh gieo chín vàng bìm bìm nó kêu nước lên ra viên anh cười em. Thật ra là thích chia sẻ tại vì bài này hát chị Phương, nhưng mà bây giờ ra Duyên cưới mà bị anh Kiên anh cưới chị Phương mất rồi. Thì bây giờ bài này ra Duyên mình tính nha. Dạ, em sẽ đợi ạ. Bây giờ sẽ là thời gian mà quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca với anh Thanh Thức. Và 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn ạ. Cảm ơn mọi người rất một nhiều. Một tràng vỗ tay nữa. Sau ta gặp nhau đành ôm môi tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Thưa quý vị, vừa rồi là màn song ca đầu tiên trong đêm nay. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như chúng ta chọn sẽ bấm phím A, không chọn thì bấm phím B. Mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị sẽ chỉ bình chọn dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Kim Tử Long sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng. 10 giây dành cho quý vị khán giả. Bắt đầu, khách mời còn lại sau khi thưởng thức tiết mục vừa rồi. Phương thấy thì đây là tiết mục mở màn rất là xuất sắc và tạo được cái không khí khiến cho mọi người rất là phấn khích. Cảm ơn anh Long và cảm ơn bạn Trạng Lê. Cũng rất là may mắn khi mà Trạng tìm được anh Long và anh Long cũng tìm được Trạng trong cái show hôm nay, rất là hợp nhau. Với cái tình cảm này của tất cả quý vị đang theo dõi trực tiếp tại trường quay thì chắc chắn sẽ dành cho Trạng Lê một cái phần trăm bình chọn thật là cao. Xót cho ta trăm nghìn trùng diều đông, đừng một lời nào mãi mỉa cho nhau. Đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh sau. Này dọc đi em từng chén buồn cay đắng, chợt ta cười trong nỗi xót xa đưa. Giọt nữa đi em xót đầy ly cạn. Say dầm ta như tự bỏ bao giờ. Bởi ta say, bởi ta
đây nên thần tượng cũng lưu màu. Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú trong âm vang, trong âm vang vang dậy sóng sóng. Một giọt sầu ly biệt cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sông dài ta còn mãi. Dành cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Minh Luân. Thời gian bắt đầu. Mọi người ơi, nhớ bấm A nha. A nha. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca giữa người chơi và khách mời kết thúc. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Em chào anh Khanh. Em xin chào anh Minh Luân. Xin chào ba vị khách mời còn lại, các bạn trong trường quay cũng như quý vị khán giả đang ra xem màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên Châu Văn Tuấn. Em đến từ quê hương Sóc Trăng, miền Tây. Xin chào Châu Văn Tuấn. Tuấn có phải ca sĩ không? Dạ, em là nhân viên văn phòng. Thôi.
nhân viên văn phòng. Em rất là đam mê âm nhạc và em xin tiết lộ thông tin với mọi người, em cũng là một nhạc công, em chơi organ cho phòng trà. Thì em chơi đàn thì cũng tầm khoảng 12 năm. Đó. Thì ít ra thì cũng phải có liên quan gì tới âm nhạc. Bây giờ cho Yến hỏi đi anh Tuấn ơi, rồi bây giờ năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 32 tuổi ạ. 32 tuổi, dạ. Em biết không, nó quá nhiều thứ, nó bổ trợ cộng lại với nhau. Đầu tiên là gì, mê âm nhạc. Cái thứ hai là chơi đàn 12 năm cộng 32 tuổi. Gộp vào, trời ơi, cái tiếng hát gì mà nó tình, nó sâu, nó đậm đặc, nó kéo. Mãi kéo đó phải không? Giọng mãi keo là đây nè. Mãi keo luôn á. Giọng hát mà vừa cất lên một phát là cả em cả chị cùng bật ngửa ra đằng sau bật ghế luôn. Đáng lý là bài này nghe là phải say đúng không? Nhưng mà say xong mà nghe giọng này là chỉ có muốn tỉnh để nghe tiếp thôi. Và bạn thực sự như kiểu sinh ra là để hát cái dòng nhạc này, bởi vì cái màu giọng của bạn ấy nó vô cùng đặc biệt. Và đặc biệt là ở cái thời điểm này để có một cái màu giọng như này nó là một cái sự vô cùng hiếm có nha. Cái giọng hát của Tuấn rất là hay, rất là có chiều sâu, nó mùi lắm. Đó, và cái bài hát vừa rồi cũng rất là hợp Tuấn luôn. Được cái sự phối hợp của anh Luân nữa. Anh Luân cũng rất là cố gắng để cho hai anh em có một cái màn song ca ăn ý. Và để bật lên được cái tinh thần của bài hát là cái sự mùi mẫn. Thiên cảm giác rất là thú vị trong bài hát vừa rồi. Em xin cảm ơn Quốc Thiên. Tú Nghĩa ơi, bạn có say bởi tiết mục này không? Mình nói lúc nãy với chị Yến rồi là chỉ cần bạn Tuấn bạn ấy cất giọng lên là cả Nghĩa và cả chị Yến đều bật ngửa ra đằng sau luôn. Và em thấy anh rất thành công ở trong tiết mục này. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Một lần nữa hãy gửi một lời chúc đến cho Châu Văn Tuấn. Khanh hy vọng tiếng hát này sẽ ngày càng đến gần hơn với tất cả chúng ta. Ngọt ngào đến mấy em không muốn ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Cứ kêu chúng tôi không nghe hoài sao được, hay như vậy sao không nghe được đúng không quý vị? Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Quốc Thiên. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhiều ai nhá. Thank you. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Khanh xin chào bạn. Dạ, em chào anh ạ. Em chào các anh, các chị ạ. Và em chào toàn thể quý vị khán giả đang xem đài ạ. Em là An Nguyễn, mọi người có thể gọi em là An ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào An Nguyễn. Nhưng mà nghe giọng hát của em không thấy An thế nào. Rất là dễ sống đúng không anh? Dạ. Lần đầu tiên anh Thiên hát bài này luôn.
Vâng. Và lại hát với nữ nữa. Vâng. Hơi khó tại vì biết sao Thiên thấy một cô bé có một cái vóc dáng rất là đẹp. Một lần nữa anh lại may hơn lần này nữa là được một cô gái xinh đẹp mà hát cũng rất là hay, rất là nội lực nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn An rất nhiều. Em cảm ơn anh đã chọn em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Thật ra thì giọng hát của An nó không được gọi là không phải bén giống như các cái giọng mà gọi là giọng alto khác hoặc là những cái giọng soprano khác, nhưng mà cái giọng của bạn thì nó có một cái độ dày, một cái độ dày dựng nhất định. Và khi mà chọn được cái bài hát Xem Như Em Chẳng May này ấy, cái sự tự tin của bạn ấy trước Quốc Thiên đó là có rõ ràng luôn. Và thậm chí những cái giao đãi, những cái feeling của bạn ấy nó đặt để rất là đúng chỗ. Đặt để đúng chỗ rất là gì, nó không bị thừa thãi ra, làm cho người nghe cảm thấy rất là dễ chịu, hài hòa. Cảm ơn chị ạ. Chị Hải Yến ạ. Lúc nãy có cái nốt cao nhất của An đấy, mà An không bắn cái nốt bình thường mà An bắn một cái quãng ba trên. Anh rất là bất ngờ hay. Bởi vì em biết wow đấy. Còn lại gì cho nhớ? Chuyển rất là tinh tế luôn ở cái đoạn đấy đấy. Nói về những đoạn hát cao thì chắc là phải nhờ Tuấn Nghĩa chia sẻ thêm. Bạn phiêu mà bạn phiêu tới được nên là nghe rất là đã. Mà khi mà nghe thấy An phiêu được thì anh Thiên ở bên cạnh anh tỏ vẻ ngạc nhiên rồi anh cũng phiêu theo luôn. Cả hai người mà rất ăn ý luôn, như là một cái tiết mục mà đã được tập trước rồi. Phải chúc mừng Thiên bởi vì là ngày hôm nay em đã hỗ trợ cho bạn rất tốt, và phải chúc mừng hai em bởi vì đã tìm thấy nhau. Đó. Hôm nay là xem như anh rất may. Đúng. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều ạ. Ngọt ngào thưa quý vị, và đó là đôi ngã chia ly. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Quý vị có 10 giây, xin mời. A nha quý vị, nhớ chọn A nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã chọn A cho mình luôn và bạn diễn của mình. Chúng tôi cũng có một niềm tin như vậy, bởi vì tiếng hát của cô gái này cũng như là anh Minh Luân rất là hòa hợp trong ca khúc vừa rồi. Vâng, và bây giờ xin mời em hãy giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả ở đây cũng như là khán giả xem đài biết được bạn tên gì và đang làm nghề gì. Xin mời. Em xin phép được gửi lời chào đến quý anh chị khách mời. Em xin chào anh Luân, em chào anh Khanh cùng toàn thể quý khán giả. Em là Tiểu Thúy, hiện tại thì em... cũng đang hoạt động nghệ thuật, em là ca sĩ tự do. Xin chào Tiểu Thúy, tiếng hát của bạn rất đặc biệt. Có nghĩa là có những người người ta hát thấp, nó dày, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng khi lên cao vẫn dày. Cao. Đó là một cái điểm mà lúc nãy Khanh với anh Quốc Thiên có nói với nhau. Anh Thiên ơi, anh chia sẻ thêm về tiếng hát của Tiểu Thúy nha. Lúc nãy đứng trong kia mặc cái nhìn cái vóc dáng với cái bộ đồ thì anh lại nghĩ em hát nhạc trẻ. Anh luôn cho thêm tí gia vị vào, thế là... hai người tương tác xong rồi e ấp rồi nét vào vai. Nhưng mà lúc nãy anh tức lắm á Thiên à. Lúc nãy khi mà bước xuống cầu thang là anh đá lông nheo liên tục rồi đó. Sao vẫn chưa có vào? Đang đi cầu thang. Đang hồi hộp. Quên. Cao quá. Đáng đi ra khi xuống tới đây rồi mới đá lông nheo thì người ta mới thấy đúng không? Bạn ấy có những cái phần mà chuyển giọng những cái nốt luyến ấy
nghe nó rất là ngọt. Và phải công nhận rằng là khi mà tìm được một cái đối tác giống như anh Luân ý, ở trong cái bài này thì bạn đúng như kiểu là có được thêm cái phần động lực, có thêm được cái phần gọi là nhà để cho mình có thể thăng hoa hơn trong cái ca khúc này. Bởi vì anh Luân là ngoài là một cái người gọi là, trước đây thì mọi người biết anh Luân là diễn viên rồi, thì anh ấy diễn rất giỏi rồi, nên là cái tình của hai người ở trong bài này nó rất là đẹp. Bạn và anh Luân sẽ là một cái cặp rất ngọt ngào trong ca khúc này. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến và các khách mời còn lại. Hôm nay em tham gia chương trình thì em rất là vui và vinh hạnh. Em cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ rất là yêu thích chương trình của chúng ta. Cảm ơn Tiểu Thúy rất nhiều, và cũng thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cũng như... Bây giờ là thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của một người đàn ông rất ấn tượng. 10 giây của quý vị bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Dạ. Lời đầu tiên cho Ai Răng xin gửi lời chào đến các anh em nghệ sĩ khách mời và các bạn khán giả tại trường quay và cũng như là trên TV. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Anh có biết là những cái cơn sóng ngầm trước khi nó đến thì nó như thế nào không anh? Trời yên, biển lặng, đấy chính là anh ở những cái câu đầu tiên. Sau đó thì nó mới là những cái cơn sóng rất lớn luôn, sóng như một cái cơn bão ngầm của biển ấy. Thì anh đúng như thế trong cái bài hát này luôn. Em nói mà em còn sờn da gà bởi vì em chọn đúng từ quá, em nói thật luôn, em tả đúng cái từ quá. Và ngày hôm nay nha, anh có thêm một cái người rất yêu mến giọng hát của anh, đấy chính là em. Tuấn Nghĩa đã giúp anh chở câu chuyện đoạn đầu. Sau đó anh ra thì lại là mở ra một cái trang mới, một cái sự mềm mại khác, với khác với Nghĩa. Thì thấy được cái trong đây nó có sự đa dạng trong cái bài hát này. Một giọng hát đã xuất phát từ đúng cái nơi mà bài hát đã ra đời. Còn một giọng hát là cũng rất là khỏe khoắn. Thì hai cái màu sắc đấy hòa hợp vào với nhau rất là ăn ý. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Khanh nghĩ rằng anh Minh Luân cũng có cùng quan điểm với anh Quốc Thiên và chị Hải Yến đúng không ạ? Phải khen là cái đoạn phối bè nữa, hai anh phối bè rất hay. Em Minh Luân xin đứng lên để chào anh. Một cái sự chào trân trọng. Trời ơi, cái... rất tuyệt vời. Một cái điều mà tất cả các anh em nghệ sĩ chúng ta một khi đứng sân khấu, đương nhiên là mình sẽ làm tốt cái vai trò của mình, nhưng mà máu lửa nha, xin lỗi là mình phải học. Xin đừng quên ta đã một phiên bản từng yêu chưa bao giờ xuất hiện tại bất kỳ nơi đâu. Bây giờ sẽ là 10 giây sau cùng để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Lựa chọn An Nguyễn thì nhấn phím A. Nếu như quý vị lựa chọn Y Giang Arun thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của bốn khách mời sau khi thưởng thức tiết mục này. Đầu tiên khách mời Tuấn Nghĩa. Đúng là em chưa bao giờ được nghe một cái bản từng yêu nào mà lạ và hay như thế này. Hai người là hòa quyện được vào với nhau. Tuyệt vời quá. Thật sự là đến bây giờ em vẫn chưa thoát được khỏi cái cảm xúc mà cái bài từng yêu này của anh và bạn An Nguyễn đã tạo cho em. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Sao anh hay thích làm người ta ngạc nhiên quá vậy? Nhưng mà rõ ràng anh mang đến một cái phiên bản từng yêu nó hoàn toàn khác, giống như lời của Tuấn Nghĩa nói. Nó hoàn toàn khác với tất cả những phiên bản trước đây mà em đã từng nghe, đã từng được biết. Và em cũng đã có từng có cơ hội hát bài này thì nó hoàn toàn khác hẳn với cái suy nghĩ của em luôn. Đây vừa là một cái trải nghiệm, em nghĩ trải nghiệm mới với anh.
Em nghĩ nó sẽ tạo ra một cái cảm giác thú vị đối với người nghe và thú vị đối với chính bản thân anh. Còn bên cạnh đó, An, mặc dù em không phải là được cái người được chọn cái ca khúc này đúng không, nhưng mà bản chất của em sinh ra đã để hát cái dòng nhạc như thế này và tương tự như thế này rồi, nên đây cũng không phải là một bài toán khó đối với An đó, mà nó sẽ lại tiếp tục là bài toán khó với những quý vị khán giả đang bấm máy tại đây. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến ạ. Thế anh Minh Luân, anh nghĩ gì? Nếu như có một sự lựa chọn, nếu như nha, được giống như là chọn 50-50 đi. Khó. Bây giờ là chia sẻ của anh Quốc Thiên ạ. Cảm ơn anh Luân. An thì có cái màu giọng cũng rất là cảm xúc của nữ, nó rất là phù hợp với ballad. Còn anh thì lại có một cái sự điềm tĩnh của một người đàn ông từng trải trong đấy. Nó Thiên nghe Thiên nó du hồn Thiên. Và Thiên mong là chúng ta có kết quả xứng đáng nhất với An và anh Giang. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta theo dõi kết quả. Thưa quý vị, bây giờ khách mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về màn hình chính. Quý vị sẽ thấy kết quả. Xin mời. Lần này là 52% và 48%. Và người chiến thắng là... người nhận được phần trăm bình chọn cao hơn sẽ là ai ạ? Xin mời. Chắc bạn đang rất bất ngờ. Mặc dù đây không phải là ca khúc mà bạn mang đến. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của bạn ạ. Thực sự như các anh chị đã nói, anh Izan chọn bài Từng Yêu là thực sự rất là fair play với tất cả các người chơi ạ. Nếu mà đúng với một cái bài mà phù hợp với chất giọng và thế mạnh của anh Izan thì tất cả các thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay thực sự không ai là đối thủ của anh ấy cả. Và em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đó là chia sẻ của anh Nguyễn. Bây giờ chúng tôi rất muốn nghe những chia sẻ của anh Izan Arun. Izan chọn ca khúc này là muốn làm cái gì đó nó mới mẻ. Yes. Vẫn là lời cảm ơn của tất cả các anh chị đã dành cho Izan. Hôm nay rất là vui. Cảm ơn anh Izan rất nhiều. Và thưa quý vị, anh Nguyễn cũng chính là giọng ca đã song ca với anh Quốc Thiên. Chúc mừng anh Quốc Thiên một lần nữa. Và đừng yêu
khán giả tại trường quay thân mến, bây giờ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Xin mời quý vị. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nha. Vâng ạ, và lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi tới lời chào trân trọng nhất tới Anna Bạch Công Khanh, anh Nguyễn Hoàng Duy là người bạn song ca của em trong ngày hôm nay, tới ba vị khách mời cũng như tất cả mọi người có mặt trong buổi quay ngày hôm nay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Anh Thuy ạ. Rất anh lạ Thuy luôn. Đứng bên cạnh anh Duy. Anh Duy rất là hợp lý luôn anh nhỉ. Nghiêm túc mà nói nhé, anh Thùy hát rất là hay và rất là cá tính. Và có một cái điều nó quan trọng hơn, khi mà song ca á, thì cái người bạn cùng song ca với mình á, là cái người sẽ tiếp lửa cho mình, mà sẽ thổi cho mình một cái hồn, một cái làn gió. Hôm nay anh đã rất cố gắng để mà anh nẹp vào người một cái bộ vest, tại vì vợ anh biết là đôi khi anh hơi bị nhoi á, nên là vợ anh hôm nay sắm cho anh bộ đồ này để anh mặc, anh thực là nẹp lại cái cá tính của anh á. Nhưng mà khi nghe bạn hát một đoạn thôi là em cảm thấy là em muốn xuống em thay luôn một bộ đồ giống như vậy cho nó ra đúng kiểu của em hơn. Hay lắm em, chúc mừng em nhé, tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Nói gì bây giờ? Một tiết mục quá hay. Đây không phải là một cái sự hỗ trợ của khách mời dành cho bạn người chơi, mà đây là một tiết mục biểu diễn. Bạn thân anh không phải là một người hay viết bossa nova, nhưng mà anh tự nhiên anh bị cuốn theo cái tiết tấu và cái cách biểu diễn của hai bạn. Xin ôm Nguyễn Hoàng Duy một cái để lấy vía hát hay ạ. Thiệt không? Thiệt mà. Bluetooth nha, Bluetooth. Bluetooth. Tháng này mình bao bạn ăn sáng và cà phê nguyên tháng nha. Ok. Thế còn Quang Hà anh nghĩ gì? Về tiết mục Người Hãy Quên Em Đi này thì Duy và anh Thuy mang đến cho khán giả một cái tiết mục nó đặc sắc, nó chuyên nghiệp. Đúng. Nó làm cho người ta cuốn hút theo bởi sự say đắm và đam mê, và mọi người có thể đứng nhên lên nhảy và hò hét theo. Và hai bạn có một cái sự ăn khớp với nhau từ chất, từ giọng hát cho đến cái cách nhả chữ và cách giao lưu với nhau, thành thử ra là nó như một bộ đôi song ca với nhau rất là ăn ý. Và hai bạn đều là hai ngôi sao đang tỏa sáng trong phần trình diễn của mình. Cảm ơn anh Hà. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Anh Thuy ơi, bài hát này có phải là bài hát mà bạn yêu thích nhất trong số 8 bài hát mà bạn phải tập không? Em rất là ít khi được diễn các ca khúc mà sôi động trên sân khấu thế này. Nghĩa là bình thường bạn hát dòng nhạc khác hả? Vâng ạ, thiệt ra thì bình thường em hát dòng nhạc ballad ạ. Vậy thì trong 7 bài còn lại bạn hát được bài nào tặng cho chúng tôi ngay bây giờ không? Từ lúc nãy thì em nghe được chị Dương Quỳnh, thì chị có chọn ca khúc thứ hai là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Và trước khi mà chị song ca với người chơi tiếp theo, bạn chơi tiếp theo, thì em xin phép được hát một vài câu trong đoạn đó để gửi tới chị cũng như tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm nay được không ạ? Tình yêu đâu trôi xa sớm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trở lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Một tiếng hát rất đẹp, và hy vọng rằng bạn sẽ nhận được bình chọn của khán giả thật cao nhé. Nếu vắng em một ngày thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có em bên mình hẳn là năm tháng ý xuân công ta. Nếu thấy em lo buồn thì lòng này còn buồn hơn.
ngày sau. Dù rằng mình chết cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quên biết nhau một ngày, để mà thương nhớ thương trong cuộc đời. Giữ xây bản đường và chết tiết giữa tình yêu. Nếu thấy anh là buồn thì lòng này còn buồn hơn. Chắc ra đi ra đi ra, chắc ra đi ra đi ra, chắc ra đi ra đi ra. Kể từ một đêm cùng nhau, nhịp lòng và trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đây sao, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền. Giữ tình yêu, giữ phút giây ban đầu và cho tiếng giữ tình yêu. Sẽ là thời gian bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Xin mời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Hai bộ đồ giống màu nhau. Đâu có biết đâu, thích ăn bánh cốm thì mặc bộ xanh cốm thôi. À, ngày rất là đều nhau nha. Không, cái này là không, tâm linh tương thông. Em thiệt. Thấy rõ ràng là nhảy là đều nhau. Dạ không, tại vì có cái nhịp sẵn. Xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình nha. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị ban giám khảo cùng anh MC và tất cả các bạn có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Phương Thảo ạ. Bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em là người con của Quảng Ngãi ạ. Ủa? Gần luôn. Đó. Anh ở đâu? Anh Quảng Nam Đà Nẵng. À, anh hay nhận người quen quá. Dạ, thêm một thông tin trùng hợp nữa rồi đó quý vị ơi. Ở gần nhà nhau. Dạ nhận vậy thôi chứ Quảng Nam với Quảng Ngãi nó vẫn xa lắm ạ. Mặc dù là cái sự phối hợp của hai anh chị một tiết mục rất là ăn ý với nhau nhưng mà em vẫn tin đây là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Yeah. Và bởi vì thực sự là em là rất thích màu xanh chuối. Nếu em biết chị này mà mặc xanh chuối là em chọn chị rồi đó. Chứ đâu đến lượt anh Nam Cường. Ôi em làm gì tới cơ phiên anh chỉ qua tới Cường. Cảm ơn Gấm rất nhiều. Giọng hát rất là nội lực. Dạ. Hát rất là chắc. Và vũ đạo, bạn có vũ đạo nữa. Cho nên là bạn nếu mà đi theo cái con đường gọi là giải trí thì rất là phù hợp và rất dễ lấy được khán giả. Bởi vì cái năng lượng ở bên trong bạn có để có thể thu hút được người khác mà tới với bạn. Thật sự là khi mà em bước ra có nói ôi trời, sao màu xanh luôn vậy. Em guộc tôi hay quá, tín hiệu nhận được hay quá. Và khi em bước xuống biểu diễn nữa thì đúng như anh Nam Cường nói, cái phong thái của em rất tự nhiên, rất bản lĩnh sân khấu. Và em đã biết nhìn và biết nghe để lần đầu tiên kết hợp cùng Nam Cường. Mà cái sự biểu diễn của em nó cũng ghê gớm và dữ dội, tạo nên một đêm thật là huyền diệu. Dạ. Yeah. À, không biết cảm nhận của Long Nhật thì sao? Từ đầu chương trình đến bây giờ sự thật là Long Nhật ngồi ở đây và cả một thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của Long Nhật nó ùa về. Và hôm nay các em biến cả buổi sân khấu của Sóng Cả Giọng Mặt thành một cái đêm huyền diệu mà Long Nhật ngồi ở đây cảm giác mình đang đi làm mỗi đêm của cái thời mà nhỏ nhỏ bằng mấy đứa đó. Cảm ơn các em, cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Nam Cường và Phương Thảo rất nhiều.
Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. À dạ, em xin chào anh Bạch Công Canh. Và lời đầu tiên thì cho phép Yuyên xin gửi đến toàn bốn vị anh chị ở đây và toàn thể quý vị có mặt trong trường quay cũng như quý vị đang xem đài qua đài truyền hình Vĩnh Long. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục này đi ạ. Xin mời chị Vân Khánh. Xin chào Y Nguyên. Dạ em chào chị. Phải nói từ đầu chương trình đến giờ đây là một cái giọng ca mà Vân Khánh thấy nói rằng là nó rất là bản năng nhất. Rất là bản năng. Kể cả cái phong cách cũng vậy. Bụi. Không nghĩ khi mà bạn bước từ trên đó xuống mà nghĩ là bạn hát cái giọng này đâu. Tại nhìn bạn bụi bặm lắm, ngầu lắm, chắc nghĩ phải róc riết gì trơn. Ông dè ra giọng ngọt quá trời ngọt luôn. Và Khánh thích là ở cái chỗ là bạn có một cái sự mộc mạc như vậy, hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái nội tâm của mình, không qua một cái xử lý kỹ thuật gì hết, nhưng mà cũng chạm được trái tim người nghe. Và đặc biệt rằng là bạn diễn cũng vậy. Nó có cái sự e ngại hoặc là bạn cứ như thế này, nhưng mà bạn vẫn feel trong cái nền nhạc như vậy. Bạn không quan tâm, tức là khi bạn đứng trong sân khấu rồi thì bạn không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đó là cái lợi thế của bạn. Kết hợp này đã tạo nên một cái tiết mục rất là hoàn hảo. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chị Ngọc Liên nói về tiết mục này. Khi mà cất giọng hát lên thì Liên thấy một cái giọng rất đặc biệt, một cái giọng cao lắm. Em hát em rất là khoan thai, giống như là nó không cần một kỹ thuật nào hết, nó không vô một khuôn khổ nào hết. Chúc mừng em. Dạ, anh cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Thank you.
Bây giờ là thời gian cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với diễn viên Lê Phương. 10 giây dành cho quý vị, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. À, chúng ta làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn, hãy giới thiệu về mình nào. Em chào anh Khanh, em chào chị Phương. Thế Chi xin được gửi lời chào trân trọng đến quý khách mời, quý vị khán giả có mặt tại trường quay cũng như quý vị đang theo dõi qua sóng truyền hình Đài Truyền hình Vĩnh Long ạ. Xin chào Thái Chi, tiếng hát của bạn rất là ngọt ngào. Hai bạn đều dễ thương. Và khi mà bạn Thái Chi bước xuống thì Hà thấy rằng tất cả cái sự bao quát của bạn ấy, bạn đều có thể tự chủ được, từ góc máy quay, từ cách bạn ấy diễn, từ cách bạn đưa tay ra để nắm tay Lê Phương. Đúng rồi, chia sẻ của anh Quang Hà. Thế còn chị Ngọc Ly thì sao? Chị bước xuống á là như một nàng tiên vậy đó, có cánh nè, đi xuống mà sang trọng lắm. Cười tươi nữa. Thì thật sự lúc đầu nếu mà Phương mà không chọn á, em xuống vậy chị cũng không nghĩ em hát cái dòng nhạc này luôn á. Chúc mừng em. Cảm ơn chị Ngọc Ly. Em cảm ơn chị Ly. Thực sự là Khánh cũng thích cái luyến lấy của Chi á, tình cảm lắm. Khi mà hát cái bài với Lê Phương á thì Chi cũng đã làm rất là tốt cái phần của mình, tức là đưa vô những cái câu luyến lấy trong dân ca. Thấy cái cách xử lý cái cột hơi, cái rung của Chi á, cũng khá là ngọt ngào. Trong số 8 bài hát mà mình phải tập luyện á, Thái Chi có thể hát một ca khúc khác mà không phải là dòng này được không? Dạ, một trong 8 ca khúc mà Chi thích nhất đó là bài Ước Gì của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ạ. Ước Gì, dạ, một đoạn câu tặng cho chúng tôi nhé. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Rất là tuyệt vời, dòng nào bạn hát cũng rất là ngọt ngào đấy ạ. Và một lần nữa cảm ơn diễn viên Lê. Thưa quý vị, và đó là tiết mục song đấu sau cùng. Nếu như quý vị khán giả tại trường quay muốn bình chọn cho Mộc Anh thì nhấn phím A, bình chọn cho Nguyễn Hân thì nhấn phím B. Quý vị có 10 giây, thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và trước khi chúng ta biết kết quả chung cuộc thì chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về hai tiếng hát xuất sắc nhất này sau 2 tuần phát sóng. Xin mời ạ. Với tác phẩm Mùa Thu Lá Bay này thì Nguyễn Hân đã làm rất tốt và hát từ đầu đến cuối rất là ngọt ngào. Và đôi khi Nguyễn Hân còn chủ động hơn cả Mộc Anh trong cái tiết mục này nữa. Thế nên là anh đánh giá cao giọng hát của Nguyễn Hân, từ cách diễn, từ cái cách mà mình đã nhường cho bạn diễn. Cái đó là một cái điều vô cùng đẹp ở trên sân khấu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà. Chúng ta sẽ nghe diễn viên Lê Phương. Có một cái lời khen dành cho bạn Nguyễn Hân, bởi vì bạn quá là play, bạn nhường bạn nữ của mình. Khi mà bạn hát bài này thì Phương thấy sự sâu lắc ở trong cái giọng hát của bạn á, nghe nó đàn ông, nó trầm và nó
cái chữ đớn đau của bạn Phương cũng cảm nhận được cái nỗi đau nó rõ hơn. Còn giọng của anh thì trong bài hát này nó lại có vẻ là nó sáng quá, đôi khi nó lại không có, giống như Phương chưa cảm được cái tình cảm của nó nhiều bằng là cái giọng của Hân. Cảm ơn chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ca sĩ Ngọc Liên chia sẻ. Với cái bài mà của chị Liên với em hát song ca với nhau thì chị thấy em đã hòa quyện với chị, vì em cũng hát được cái dòng nhạc bolero trữ tình, nhưng mà em là đã đổi được cái giọng của em hát để phù hợp với chị, cũng giống như để chị hỗ trợ cho em. Mà bây giờ thì chị lại nghe em hát để phù hợp với Mộc Anh, thì em lại đổi hoàn toàn sang cái giọng thật sự của mình qua cái dòng nhạc này, thì chị cảm thấy là em rất thích nghi với từng giọng mà em có thể song ca. Cái đó là điểm mà chị khen em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của ca sĩ Phương Khánh. Các anh chị khách mời cũng đã nói nhiều về cái bài hát, cách thể hiện rồi. Riêng chị thì chị cảm nhận rằng là chị nhìn lên sân khấu một cặp đôi, một chuyện tình rất đẹp. Phải nói thực sự là rất là lãng mạn. Chị thể hiện được rõ ràng là thấy trong cái giọng của Hân nó có cái chất tình trong đó. Khi Hân hát một cái câu mà để mà đối qua đối lại với Mộc Anh á, thì chị cảm thấy em là con người sống có rất có nội tâm và có chiều sâu. Nếu mà em cứ đeo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, chị nghĩ rằng em sẽ rất là thành công. Và chị cũng chúc mừng cho cái tiết mục của hai em rất là dễ thương. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh cũng như là các khách mời còn lại. Và bây giờ hãy cùng Khánh theo dõi kết quả chung cuộc quý vị nha. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả của quý vị khán giả tại trường quay để bình chọn cho tiếng hát của Nguyễn Hân và Mộc Anh. Và 47%. Và 53% chính là giọng hát sẽ giành chiến thắng tại song ca Giấu Mặt. Kết quả là và đây chính là người chơi đã song ca với ca sĩ Ngọc Liên. Phần bình chọn của quý vị dành cho cô gái vừa song ca với anh Quốc Thiên. Chúng ta có 10 giây, nếu chọn nhấn phím A, không thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. A nào. Mọi người ơi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Thời gian bình chọn đã kết thúc rồi. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào anh Bạch Công Khanh ạ. Và lời đầu tiên xin cho em được gửi lời chào đến ban khách mời, quý vị khán giả ngồi ở trường quay và xem truyền hình ở chương trình Song Ca Giấu Mặt. Tên của mình là Nhi Nhi. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào Nhi Nhi, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quốc Thiên ơi, đây có phải là một tiếng hát mà anh mong muốn trong tiết mục này hay không? Nhi Nhi là một cô gái rất là xinh đẹp. Và anh em mình rất là lâu rồi mới gặp lại nhau, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay rất là bất ngờ khi gặp lại em ở đây. Anh quá là vui, là vì sao? Nhi Nhi là một cái giọng hát mà Thiên thường gặp trong những cái show diễn thôi, nhưng mà rất là ấn tượng với giọng hát của Nhi Nhi. Hát rất là chắc, rất nhiều cảm xúc.
và có một cái ngoại hình rất là xinh đẹp và rất là chăm chỉ nữa. Post những cái clip trên YouTube này kia. Và ngày hôm nay hát với Nhi thì rất là an tâm khi mà nhìn thấy Nhi bước xuống thiên bảo. Wow. Thì nghĩ là mình sẽ có một cái màn song ca rất là ăn ý ngay sau đây. Và đúng là như vậy. Mọi người thấy Nhi hát hay không ạ? Cảm ơn Thiên, cảm ơn quý vị khán giả. Sao hú nhỏ vậy? Hát hay không ạ? Nhi hát hay không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghe phản hồi của ba vị khách mời còn lại. Đối với Tuấn Nghĩa thì đây là một cái tiết mục không còn gì để nói ngoài cái từ tuyệt vời nữa. Cái đoạn mà vào đường khúc á, anh Quốc Thiên có bè cho em. Có bè cho em, tự nhiên lúc đó là giống như là đúng là cái người mà hỗ trợ cho em á, lúc dạ, là đẩy em càng ngạc lên cao mà em cảm thấy thăng hoa. Lớp nhau ta đâu có hay, ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia rơi lăn nỗi đau. Cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc. Tức là cái thời điểm đó, lúc đó là mình xem như là cái khoảnh khắc đó nó giống như kiểu là khoảnh khắc xuất thần ở trên sân khấu. Những tràng pháo tay của quý vị cho khán giả dành tặng cho Nhi cũng đã nói lên tất cả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời ạ. Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đàn buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim huyên đang đón gió thu về.
câu hát ly chờ mong. Ai đã cùng em thề câu nguyện ước, trầu cao mâm quả đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quyên có bạn có bầy, nợ sao anh để lẻ bay lòng. Giọng cổ nhớ hoài tình em. Ngọt ngào quá đúng không quý vị ạ? Cho Khánh xin thêm một tràng vỗ tay nữa. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Minh Luân. 10 giây của quý vị bắt đầu. Và A là lựa chọn, B là không lựa chọn. Minh Luân hy vọng rằng là hãy bấm A nha, ủng hộ cho em gái rất là dễ thương. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nha. Và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến 4 khách mời, cũng như là anh MC Bạch Công Khanh và tất cả quý vị khán giả trong trường quay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Dạ, em tên là Dương Ánh ạ, và em đến từ vùng quê mênh mông cánh đồng lúa Thái Bình ạ. Xin chào Dương Ánh. Tiếng hát của bạn với riêng cảm nhận của Khanh, nó giống như là một dòng nước chảy rất là êm dịu, rất róc rách, nhưng mà lại gọi là khiến người ta lưu luyến hoài. Không biết anh Minh Luân có cảm thấy như vậy không? Anh thì anh thấy hình như là đang làm khó Ánh rồi. Nhưng mà Ánh hát cũng rất là hay, rất là truyền cảm đúng không quý vị? Dạ em đây là chọn A rồi nha. Em cũng nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mới của em, nên là em luôn sẵn sàng để thử nghiệm những cái trải nghiệm mới. Mà đặc biệt đây là ca khúc của một nhạc sĩ em rất là thích, đó là nhạc sĩ Minh Vi ạ. Dạ, thế thì bình thường anh hát dòng nhạc nào? Dạ, bình thường thì em sẽ hát dòng nhạc em thích nhất, đó là Huế và Bolero ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với ba khách mời. Bài hát vừa rồi rất là ngọt ngào và Thiên thấy rằng là anh Minh Luân rất là thân thiện ấy. Hát với ai cũng cảm giác cho cái người bạn diễn của mình cái sự ấm áp và biểu diễn kiểu rất là ăn ý với nhau ấy. Có cái sự tung qua hứng lại rất là hay. Và cái giọng hát của anh Luân cũng vậy, cũng rất là trầm ấm và nó làm cho người ta sao lòng. Và đến khi Dương Ánh bước ra hát những câu hát đầu tiên thì Thiên cũng cảm giác như vậy. Trong cái bài vừa rồi thì Thiên lại thấy là anh cũng rất là hợp với cái kiểu dân ca miền Nam này. Thiên rất là bất ngờ. Mà hôm nay có một cô gái hát dân ca, hát bolero thì cũng rất là thú vị. Và thì em cũng rất là thích cái phần biểu diễn vừa rồi. Em cảm ơn anh Quốc cảm Thiên ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Không biết Tuấn Nghĩa bạn nghĩ sao? Nghĩa vẫn cứ nghĩ là anh là người miền Tây hay là người ở trong Nam. Cho đến khi mà bạn ấy nói tiếng Bắc, thế mà anh lại cho Nghĩa một cái cảm giác như người miền Nam hát rất có nhiều người, có nhiều ca sĩ miền Bắc hát cải lương cũng rất hay luôn, Thiên biết điều đấy. Giọng của anh Luân thì không thôi không nói làm gì nữa rồi. Em lại ấn tượng cái đoạn mà anh đón bạn ấy xuống. Thường thường là đang mặc vào áo vest đuôi tôm đó. Tạo cho cái nhiều khi tạo cho bạn Ánh cảm giác thoải mái hơn đúng không, thân thiện. Dạ đúng rồi. Thực ra thì Minh Luân cũng biết là mình cũng đàn anh của Ánh, thì một người đàn em mà để muốn gắn kết với một người anh thì mình là cái người anh, mình phải là cái người mà có một tín hiệu trước, làm cái gì cho bạn ấy cảm thấy dễ chịu nhất, thấy gần gũi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người đàn ông từng trải qua biết bao nhiêu cuộc tình. Trời ơi, anh ấy có khóc không khi nghe vọng cổ buồn? Không, anh cười. Anh Tiết Cương. Thật sự thì Tiết Cương cũng rất bất ngờ về bạn Ánh, bởi vì Tiết Cương là một người con của miền Tây và đã nghe rất rất nhiều những ca sĩ nữ của miền Nam và miền Tây hát. Nhưng khi bạn Ánh hát thì Tiết Cương không nhận ra được đây là người miền Bắc. Cái đó là thành công của bạn. Và bạn em hát cảm cũng ơn rất anh là... rất là, nói chung là rất là ngọt ngào, đúng chất miền Tây Nam Bộ. Cái cách hát của bạn thì nó rất là hay, nhưng mà cái trình diễn thì nó chưa tự nhiên lắm. Chắc có lẽ là gặp anh Minh Luân đẹp trai quá em bị khớp hay sao. Diễn chung với anh Tiết Cương là hát tự nhiên hơn. Có thể. Ngoài ca khúc mà bạn vừa hát với anh Minh Luân thì các ca khúc còn lại bạn thích nhất ca khúc nào? Dạ, ca khúc mà em thích nhất đó là ca khúc Một Lần Giang Dở ạ.
Nhưng mà tiếc quá hôm nay mình không được hát. Nhưng mà bây giờ hát một câu đi. Khi mới quen nhau em hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang. Đã thương nhau thì mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Trời ơi. Cương ạ. Và Khanh hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả tại trường quay sẽ dành cho cô ấy phần trăm bình chọn thật cao quý vị nhé. Trường nào đã qua đã khiến ta gặp nhau, đến nay hóa ra biển sâu, chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu, tình nào ta khát khao đã phai tàn màu. Chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau, vết sao cứ sâu thật sâu, nhưng vết sao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết trong người, cả xác thân và tâm linh hồn, và tôi cứ yêu chẳng cần nghĩ đến vất vờ, vờ như đang đắm đuối trong mong mơ. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Thà không biết nhau từ phút ban đầu, khi trái tim vẫn chưa ùa nhau, và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đối với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Trái tim vẫn chưa ùa nhau, và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Thank you.
bao buồn vui mới đến suốt đời. Tình yêu đó, tình yêu đó riêng cho em một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mỗi tình khát khao đời. Bây giờ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với ca nhạc sĩ Hoàng Bách. Nếu như quý vị chọn hãy nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Hoàng Bách. Xin chào bạn. Xin chào 4 vị ban giám khảo, cũng như xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Hoàng Tùng. Hoàng Bách và Hoàng Tùng thưa quý vị. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cặp song ca mà như quý vị thấy trên sân khấu nó rất là ăn ý với nhau, nhưng họ không hề tập trước với nhau. Tất cả đều là sự ngẫu nhiên. Lần đầu tiên hát trên sân khấu bài hát này. Nhưng có thể nói đây là cái lần mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tự nhiên cái ký ức của 17, 18 năm trước nó tự nhiên nó quay trở lại với mình. Mình mới nhớ lại lúc đấy mình đứng trên sân khấu như thế nào. Và anh Lam Trường hát tặng mình trên sân khấu hai vợ chồng mới cưới bài hát đấy. Cái cảm giác nhớ lại như thế nào. Lâu quá rồi. Bây giờ hôm nay cảm ơn Tùng rất nhiều. Cảm ơn ban biên tập chương trình. Giống nhận xét về tiếng hát của Hoàng Tùng luôn đi, cũng như là phần trình diễn vừa rồi. Phần thể hiện của anh á, cái tình cảm nó rất là dạt dào cảm xúc, nó rất là hay. Thế còn Kayo thì sao? Anh có thích màn song ca này không? Kayo rất là thích, lâu rồi Kayo không có nghe anh Hoàng Bách trình diễn live, mà phải nói là giọng hát quá khỏe, quá hay. Và một cái sự kết hợp giữa hai người tựa giống như là một cái phần trình diễn trên một cái sân khấu rất là chuyên nghiệp. Và Kayo thấy là em nên kiểu như là đi theo ca hát hay là tiếp tục rèn luyện thêm cái giọng hát của mình. Tại vì một người như em cũng sáng sân khấu và biết di chuyển cũng như là thể hiện cảm xúc rất là tốt trong một cái môi trường như thế này. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Theo Gió. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người nhạc sĩ. Đeo mắt kiến vào, bởi vì hai anh em chói lòa quá. Và hôm nay thì hai anh em hát với nhau quá là tuyệt vời, quá là hòa quyện. Và mình cũng có cảm giác đây là một cái bài hát nó được vang lên ở một cái đám cưới thì nó sẽ thật sự rất là hạnh phúc. Tìm lại những tháng ngày nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu, tựa như khi bắt đầu. Tình là những mũi dao thật sắc chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta còn thuộc về nhau. Anh ơi.
bằng trái tim, tình yêu sẽ thêm ưu phiền. Muốn em từ đây yêu bằng lý trí, nhưng anh ơi đừng yêu bằng lý trí. Tìm lại những tháng ngày nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu tựa như khi bắt đầu. Tình là những mũi dao thật sắc chạm vào tim rất thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa xong ca cùng anh Hamlet Trương. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Xin chào bạn. Dạ. Em lời nói đầu tiên thì em xin được chào anh, em xin được chào bốn vị khách mời và tất cả vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Bạn tên là gì ạ? Dạ em là Yến Vi. Khánh mời Hồng Gấm chia sẻ trước. Gấm cũng đã từng hát bài này, đúng là cái bài này cái quãng của nó rất là rộng, thấp thì rất thấp mà cao thì rất cao, nhưng mà cái giọng của bạn á, bạn hát cao thì nó rất là chắc và sáng, bạn hát thấp nó vẫn rất rõ từng chữ. Ngưỡng mộ Yến Vi rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Kheo. Em hát xong rồi em say sưa, là kiểu như em ở một cái thế giới riêng của em, và em đang thổi hồn vào từng câu, từng chữ của bài hát này. Và cái điều đó là nó làm cho cái phần trình diễn của em rất là khác lạ và hay. Và đặc biệt là anh thấy là em có vẻ hợp với cái dòng nhạc kiểu hơi jazzy một chút á, tại vì cái cách mà em cảm nhạc thì nó lại phù hợp trong một cái không gian như vậy. Tức là anh có thể rất là anh có thể nhìn thấy bóng dáng của em rất rõ trong đầu của anh, đang ngồi kế một chiếc piano và hát say sưa như vậy thì nó rất là phù hợp. Cảm ơn chia sẻ của anh Kheo. Anh Hoàng Bách ơi. Điều đầu tiên là anh chúc mừng Hamlet Trương có một cái sự lựa chọn chuẩn xác.
cả hai bạn đều làm rất là tốt cái phần của mình. Và anh thì đặc biệt riêng cái phần này thì phải vỗ tay cho Hamlet Trương, bởi vì là em có cái sự nâng đỡ rõ ràng với bạn diễn của mình. Có những câu em buông luôn để cho bạn thể hiện. Anh nghĩ là có những câu của em, nhưng mà thấy bạn đang hát tốt quá thì mình để bạn hát luôn. Thì anh nghĩ đây là một cái phần trình diễn mà họ đã tìm thấy nhau trên sân khấu này. Chúc mừng hai bạn, chúc mừng chương trình. Dạ. Mời chị nhấn nút. Chị đã chọn căn phòng số 2. Bây giờ sẽ là tiết mục đổi thay. Mời quý vị cùng thưởng thức. Trong biển khơi, sao anh ra đi không quay về?